Chào cả nhà. Chiều trời nắng quá, giờ mà đang mát có trẻ trâu nó chơi đá banh rồi, để quay cho cả nhà mình xem một đoạn nha. Hai trẻ trâu. Hai trẻ trâu á. Đó là cá banh con đâu rồi? Rồi dướng cá banh tỉnh thuốc rồi. Rồi rồi đấy. Cái cây con, cái cây củi con, cái củi. Cây thiều. Củi ngoài trước cửa của má ai à? Dạ, cây của má ai á, cây trước á. Nào lấy? Ờ ờ vậy đó chú. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái câu đó, nắng quá rồi, giờ hơi mát rồi đó. Con cứ thải trên đó không mà dướng nữa hả? Dướng lên đó nữa rồi. Cá nghiệp con luôn lớn rồi, mấy cá con hỏi chút ép lên đây rồi chả ta. Cá hả? Bán bao người đó. Mau lớn ghê chứ. Bán chiếc bớt. Thải luôn đây rồi nè. Thải trong cái bể này bự vậy đó. Giống vàng vậy đó, cực quá nha. Thải trong bể là bự bự vậy luôn á, lẻ rồi đó. Mấy mày lẻ nè. Vậy là không bán được ba người đó. Thả bên kia đó rồi. Cưng quá, mình thấy mấy con ốc cái cưng quá. Chị giáo tới đây kết thúc. Chào cả nhà mình nha.